Cảm ơn quý vị đã giữ màn hình và tiếp theo đây xin mời quý vị theo dõi phần tin thế giới ngày 24 tháng 6 có những bản tin nổi bật như sau. Bà Suu Kyi công du tới Thái Lan hội đàm về vấn đề lao động nhập cư và người tị nạn. Nhà lãnh đạo của đảng cầm quyền ở Myanmar là bà Aung San Suu Kyi đã công du tới Thái Lan vào ngày 23 tháng 6 để hội đàm với chính quyền Thái về vấn đề người Myanmar tới Thái Lan làm việc và xin tị nạn. Hiện có khoảng gần 3 triệu người Myanmar tới Thái Lan làm việc. Những công việc nặng nhọc mà người Thái không muốn làm, đa số người Myanmar lại làm việc không có giấy phép hợp pháp. Chính quyền Thái thông báo trong chuyến công du lần này, bà Aung San Suu Kyi sẽ ký với cấp lãnh đạo quân sự của Thái một hiệp ước với các điều khoản cho phép người Myanmar tới Thái Lan làm việc hợp pháp và được bảo vệ. Giới lãnh đạo hai nước cũng sẽ bàn về con số 1 triệu người dân tộc thiểu số Rohingya ở Myanmar đã chạy sang Thái Lan xin tị nạn vì bị ngược đãi và cô lập tại Myanmar. Đảng cầm quyền của bà Aung San Suu Kyi đang bị chỉ trích rất nhiều vì đã bỏ mặc không quan tâm tới số phận của người Rohingya. Liên Hiệp Quốc yêu cầu Pakistan không được gọi người tị nạn Afghanistan là quân khủng bố. Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn, tức là UNHCR, hôm 23 tháng 6 đã lên tiếng yêu cầu chính quyền Pakistan không được đổ lỗi cho người tị nạn từ Afghanistan là nguyên nhân gây ra các vụ khủng bố trong nước. Liên Hiệp Quốc ghi nhận dân chúng Pakistan đang có khuynh hướng đòi trục xuất hết người tị nạn từ Afghanistan vì quan hệ giữa hai nước hiện đang căng thẳng và vì cho rằng các trại tị nạn là nơi quân khủng bố ẩn náu. Liên Hiệp Quốc cho biết hiện giờ ở Pakistan có khoảng 2 triệu 500 ngàn người tị nạn Afghanistan đang sống cực khổ vì bị quên lãng và kêu gọi thế giới đóng góp để cứu giúp những người này. Số người tị nạn từ Afghanistan tình nguyện quay về nước đã giảm xuống trong năm nay vì tình hình ở Afghanistan ngày càng bất an. Quân đội chính phủ và Liên quân Hoa Kỳ vẫn chưa tiêu diệt được phiến quân Taliban đang nổi dậy nhiều hơn. Pakistan là một trong những nước chứa chấp nhiều người tị nạn nhất trên thế giới. Hơn 50 người bị thương sau vụ nổ súng bên trong rạp chiếu phim ở Đức Quốc. Một tay súng đeo mặt nạ đã vừa tấn công vào một rạp chiếu phim ở thị trấn nhỏ bé Weinheim thuộc miền đông Đức Quốc vào ngày thứ Năm 23 tháng 6 khiến ít nhất 50 người bị trọng thương. Khu vực xảy ra vụ xả súng tọa lạc gần thành phố Frankfurt. Sau vài tiếng đồng hồ, cố thủ bên trong rạp chiếu phim đương sự đã bị lực lượng cảnh sát địa phương bắn thiệt mạng. Hiện vẫn chưa rõ liệu đây có phải là một vụ tấn công khủng bố hay không. Được biết cách đây khoảng vài ngày, hàng loạt vụ xả súng do nhóm phiến quân quốc gia Hồi giáo ISIS thực hiện đã lần lượt xảy ra tại Anh, Pháp và Hoa Kỳ. Tất cả những quốc gia này đều đang tham gia vào chiến dịch không kích chống lại phe ISIS do Washington lãnh đạo ở Iraq và Syria. Danh tính của những người liên quan tới vụ xả súng ở Đức Quốc đến nay vẫn chưa được tiết lộ cho đến khi giới chức trách hoàn tất tiến trình điều tra. Quân đội Iraq phát giác ra một cơ sở sản xuất bom mìn của phe ISIS tại thành phố Fallujah. Lực lượng khủng bố tinh nhuệ Iraq, viết tắt là CTS, vào ngày thứ Năm 23 tháng 6 đã vô tình phát giác ra một cơ sở chế bom của nhóm phiến quân quốc gia Hồi giáo ISIS tại thị trấn Shuhada thuộc thành phố Fallujah. Một giới chức cao cấp trong chính phủ Iraq vào hồi đầu tuần đã loan báo lực lượng an ninh của quốc gia này đã tiêu diệt được hơn 377 chiến binh ISIS sau khi quân đội Iraq tuyên bố thực hiện một cuộc hành quân vào thành phố Fallujah. Ngoài ra, các binh sĩ còn tấn công vào 127 cứ điểm quan trọng trong khu lực lượng thánh chiến cực đoan thuộc dòng Hồi giáo Sunni tại thành phố Fallujah, thành phố đầu tiên của Iraq bị rơi vào tầm kiểm soát của nhóm phiến quân quốc gia Hồi giáo cách đây hơn 2 năm về phía trước. Sau nhiều ngày giao tranh khốc liệt kèm theo sự hỗ trợ trên không của Liên quân Hoa Kỳ, quân đội Iraq đã tái chiếm được các thị trấn Risatla, Kharsa, Nasim và Taksim của Fallujah. Bản tin ngoài ra còn cho biết đã có hơn 85.000 người rời bỏ nhà cửa để ra đi, ẩn náu tại một nơi khác an toàn hơn kể từ khi chiến sự nổ ra tại thành phố Fallujah. Nơi này tọa lạc trên bờ sông Euphrates cách thủ đô Baghdad khoảng 1 tiếng lái xe. Thổ Nhĩ Kỳ không muốn các chính trị gia trong và ngoài nước tới thăm căn cứ không quân İçerlik. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Çavuşoğlu vào ngày thứ Năm 23 tháng 6 loan báo chỉ có những phái đoàn quân đội và kỹ thuật mới có quyền tới thăm khu căn cứ không quân İçerlik. Bên cạnh đó, nơi đây không thích hợp để những chính trị gia trong và ngoài nước ghé thăm.
Phát biểu nêu trên đã được Bộ Ngoại giao Ankara đưa ra ngay vào thời điểm một giới chức cấp cao trong Bộ Quốc phòng Đức Quốc chuẩn bị ghé thăm khu căn cứ quân sự Incirlik ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ. Truyền thông quốc tế trước đó từng cho biết là Phó Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ralf Proxip đã lên kế hoạch ghé thăm căn cứ Incirlik cùng một vài nhà lập pháp trong chính phủ Berlin vào tháng 7 sắp tới, trong bối cảnh có đến 250 binh sĩ và phi cơ chiến đấu của Đức đang đồn trú tại miền nam Thổ Nhĩ Kỳ. Những quân nhân này đang tham gia vào chiến dịch không kích do Hoa Kỳ lãnh đạo ở Iraq và Syria. Được biết, trong thời gian gần đây, mối quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Đức đã trở nên căng thẳng kể từ khi Hạ viện Berlin chính thức thông qua một nghị quyết xem vụ thảm sát vào năm 1915 ở Armenia là một vụ diệt chủng. Người dân Colombia cùng nhau tới chứng kiến khoảnh khắc chính phủ và nhóm phiến quân FARC ký thỏa thuận hòa bình. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon và Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã đặt chân tới thủ đô Havana của Cuba vào tối ngày thứ Tư 22 tháng 6, một ngày trước khi giới lãnh đạo Colombia và lực lượng vũ trang cánh tả FARC chính thức ký kết thỏa thuận hòa bình. Quyết định nêu trên giữa hai bên tham chiến đã nhận được sự ủng hộ của cả chính phủ lẫn người dân Colombia. Truyền thông địa phương cho biết là vào rạng sáng ngày thứ Năm 23 tháng 6, nhiều người dân bản xứ đã cùng quy tụ về cổng trường chính phủ ở Bogota để chứng kiến thời khắc lịch sử khi Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos và lãnh đạo của nhóm FARC Rodrigo Rodono ký kết vào hiệp định đình chiến trước sự chứng kiến của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon. Cuộc nội chiến kéo dài hơn 50 năm qua tại Colombia đã cướp đi sinh mạng của 220.000 người, đồng thời khiến cho hàng triệu người khác lâm vào cảnh sống lưu vong. Các tay súng bắt cóc 7 người, trong đó bao gồm một vài công dân người ngoại quốc tại Nigeria. Một viên tài xế điều khiển xe hơi và 7 người khác đã bị các tay súng bắt cóc tại miền nam Nigeria vào ngày thứ Năm 23 tháng 6. 3 người trong số các con tin được xác nhận đến từ Australia. Những người còn lại thì mang quốc tịch Nigeria, New Zealand và Nam Phi. Tất cả những người này đều là nhân viên của công ty sản xuất xi măng Lafarge Africa. Dựa vào thông tin điều tra sơ khởi, vụ bắt cóc đã xảy ra trong vùng ngoại ô thành phố Calabar của Nigeria vào lúc 5 giờ rưỡi sáng theo giờ địa phương. Calabar là thủ phủ của tiểu bang Cross River trong vùng châu thổ Niger. Nơi này tọa lạc cách thành phố Lagos khoảng 570 km. Tính đến từng thời điểm hiện tại, bọn bắt cóc vẫn chưa liên lạc với cảnh sát để thảo luận về việc trao đổi con tin. Tổng thống Indonesia đi chiến hạm tới thăm quần đảo Natuna. Đương kim Tổng thống Indonesia Joko Widodo vào ngày thứ Năm 23 tháng 6 đã tới thăm quần đảo Natuna trên một chiếc tàu chiến nhằm mục đích khẳng định chủ quyền lãnh hải của chính phủ Jakarta ở Biển Đông. Cùng tháp tùng nhà lãnh đạo Joko Widodo trong chuyến đi lần này còn có Bộ trưởng An ninh, Ngoại trưởng và các nhân viên quân sự Indonesia. Bản tin ngoài ra còn cho biết Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã tổ chức một cuộc họp nội các ngay trên tàu để thảo luận về chủ quyền lãnh hải ở Biển Đông trong bối cảnh Trung Quốc đang tuyên bố chủ quyền tại các vùng biển và hòn đảo của những quốc gia láng giềng trong khu vực như Philippines, Brunei và Việt Nam. Vào hồi tuần trước, lực lượng hải quân Jakarta đã nổ súng về phía một chiếc tàu đánh cá mang quốc kỳ Trung Cộng sau khi chiếc tàu này mới bắt cá trái phép trong vùng lãnh hải của Indonesia. Bão tố tiếp tục hoành hành tại miền đông Trung Quốc khiến cho ít nhất 78 người bị tử vong. Những trận mưa đã kèm theo dông bão đã vừa trút xuống miền đông Trung Quốc vào ngày thứ Năm 23 tháng 6, khiến cho ít nhất 78 người bị thiệt mạng và hơn 500 người khác bị trọng thương. Tình trạng thời tiết xấu ngoài ra còn làm đổ nhiều cột điện cao thế, đồng thời khiến cho nhiều căn nhà bị tốc mái tại tỉnh Giang Tô. Nhà khí tượng quốc gia loan báo cơn bão đã đổ bộ vào thành phố Diêm Thành vào lúc giữa trưa, cách thành phố Thượng Hải khoảng vài trăm km. Nằm trong số 500 người bị thương tích, có 200 người đang lâm vào tình trạng nguy kịch. Số người bị thiệt mạng trong cơn bão được ước tính có thể sẽ gia tăng trong vài ngày tới đây. Được biết, vào hồi đầu tuần qua đã có đến 22 người bị thiệt mạng và 20 người khác bị mất tích vì lũ lụt tại Trung Quốc. Máy bay năng lượng mặt trời Solar Impulse 2 đã hạ cánh ở Tây Ban Nha. Chiếc máy bay sử dụng năng lượng mặt trời Solar Impulse 2 cất cánh từ phi trường quốc tế
JFK của thành phố New York đã hạ cánh xuống thành phố Seville của Tây Ban Nha vào ngày thứ Năm 23 tháng 6 sau cuộc hành trình xuyên Đại Tây Dương kéo dài suốt 3 ngày. Đây là chạm dừng chân mới nhất của hai viên phi công Andrew Bushberg và Bertrand Piccard trong hành trình bay vòng quanh thế giới mà không cần nhiên liệu. Hành trình tới châu Âu của Solar Impulse 2 được bắt đầu vào ngày thứ Hai 20 tháng 6 với độ sải cánh dài vượt quá chiếc Boeing 747, cấu tạo bằng sợi carbon nhẹ và trọng lượng bằng chiếc xe hơi. Solar Impulse 2 có khả năng bay tới vận tốc từ 34 cho đến 62 dặm một giờ. Năng lượng dư thừa được lưu trữ vào ban ngày, đủ để máy bay dùng vào ban đêm. Chiếc máy bay này có thể bay ở độ cao là 28.000 feet, nhưng thường bay ở độ cao thấp nhất vào ban đêm để tiết kiệm năng lượng. Phi công Bertrand Piccard và Andrew Porsberg đã thay phiên nhau điều khiển chiếc máy bay trên từng chặng của cuộc hành trình. Thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin thế giới ngày 24 tháng 6. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Thiên Hà xin chúc quý vị một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin kế tiếp.